Xin chào tất cả mọi người. Hoan nghênh mọi người đã quay trở lại với series Resident Evil 2 Remake phiên bản Việt hóa. Trong tập trước chúng ta đã lấy được hai cái này rồi, mạch điện tử rồi. Bộ phận của bản điện. Giờ mình quay lại chỗ kia. Để mình gắn hai cái này vô thôi. Giờ từ phòng lò đốt phải đi đường lối thoát hiểm. Cẩn thận nha, ở ngoài đây vẫn còn một con lít. Ê trời, vô tới đây à, mà nó không vô được phòng sale. Mày cánh hay quá vậy. Giờ là 10:35 tối rồi, sao không đi ngủ đi. Nó đi à. Ngoài đây vẫn còn một con zombie. Đi nhanh. Đừng có ra đây. Nó kìa. Thôi. Sao nó biết mình ở đây mà lại nó dí hay thì. Đúng là mấy ông làm game cố tình làm vậy. Chứ không thể nào mà nó biết mình ở đây hay. Giờ sẽ đi ngược xuống dưới kia bằng cái đường này. Trong này có khá nhiều zombie. Đây này, từ từ. Một con đang úp mặt vô tường. Hay lắm. Trời. Chạy qua luôn. Xuống gắn hai cái bảng điện vô. Chỗ nhà tù. Khoan nha, dưới đây vẫn còn tụi chó nha. Cẩn thận với tụi chó. Đi thẳng quẹo phải. Rồi. Cứ sủa đi. Nhà tù là đi hướng bên kia. Đúng rồi. Hai con chó. Chạy kiểu zigzag. Không bắt được tao. Rồi. Vô tới đây gắn vô là xong. Nữa. Nó tự nhiên hết pin giữa chừng. Chúng ta cầm này. Tinh thần nha. Lấy bình máu trước. Ghi chép của Ben. Sợ cảnh sát tràn ngập những con quái vật đó rồi. Ở đây tôi vẫn còn nghe thấy chúng kêu gào. Nhưng tôi sợ đó không phải tiếng kêu của lũ zombie. Biệt danh Siren, vũ khí sinh học tối thượng. Được lũ chó đẻ đó phát triển trong tuyệt mật. Có lẽ nó vẫn còn lẩn vẩn quanh đây. Rất có thể chúng đã được lệnh tiêu diệt sạch nhân chứng. Đây. Thì ra anh Ben này, anh đã biết trước kết cục của anh rồi. Cái đoạn vừa rồi nó hơi bị lệch cái phần sub với lại phần tiếng, nhưng mà có cái này mình nghĩ mọi người sẽ hiểu. Một cái lỗi nhỏ thôi trong phần dịch thuật. Đây là một buổi phỏng vấn giữa nhà báo Ben với là cái bà Annette Pitkin
về những tin đồn về cái trại trẻ mồ côi mới được thành lập. Nè, ông nói nè. Nhưng nó không giải thích những tin đồn về cô nhi viện. Tôi chỉ thấy nó quá trùng hợp là Umbrella là một trong các nhà tài trợ cho viện. Ông nói với tôi rằng cuộc phỏng vấn này là về học bổng mới mà Umbrella đã thành lập. Còn nào, Annette, không ai quan tâm chuyện đó. Họ chỉ muốn biết về Zverus và cả. Ông nghe điều này từ đâu hả? Và cái hố to khủng khiếp đó trong thành phố. Cái mà thiên hạ đồn rằng nó đi thẳng đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất của bà. Giờ, bà sẽ nói cho tôi biết hay tôi không phỏng vấn nữa. Còn để ý. Lấy được thẻ từ gara. Chuẩn bị. What are they after? Chuẩn bị vắt giò lên cổ mình. Ấy, ôi ôi, con rồng kìa. Mình không dám nhìn lại phía sau. Mày tiết vô lẹ đi mày. Ôi nó. Nó rớt nón hồi nào vậy? Ở đây có một đống. Cút đi. Bỏ vào luôn. Đứng lại là bị nó hốt. Đi 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 nhanh đi nhanh. Ít rồi. Gương mặt thân quen đi rồi. Đó, mọi người thấy cái thiết bị nhận tín hiệu của nó chưa? Ủa, nó đi ra. Mày. Ada, this is getting old. Saving your ass, that's twice. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. You gotta be kidding me. Nothing dies down here. I take it you have the key card. Yeah, and this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it. Công nhận Let's em. Get out of here. Công nhận em Ada thì càng nhìn càng thấy thích. Quá xinh. We might want to open the shutter. Xác con chó lúc nãy vẫn còn. Bằng bộ đồ này, bằng bộ đồ năm 1998 này, em Ada bỏ cái áo khoác lên nhìn đã thì. Is that the intel you needed? Unfortunately, no. Ben didn't come through. Well, what exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. What about you? Trying to save the world? Yeah, well, someone's got to get word to the authorities. We need reinforcements to save this city. Xin từ mọi góc độ luôn ấy. Road's out. Going through that gun shop looks like the only way. Đây, mời mọi người thưởng thức màn bẻ khóa tuyệt diệu của em Ada. Ôi, chuyên nghiệp không? Quá nhanh. What a mess. Mà dám đứng kìa. Làm nhiệm vụ thế này mà bận bộ đồ đó hơi bất tiện. Dòng dài cho cây sọc đinh.
được lên 8 viên. Đầy hết rồi. Đi thôi em ơi. Đi thôi. Đây có cái gì đâu mà đứng dòm vậy. Ông này là một cái hiệu súng. Don't move. I'm not gonna hurt you. I said don't move. I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. I tell you what. You're gonna turn around and go right back out the way you came in. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate? It's my fucking daughter. Ada. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy? Yeah, Daddy's here. Come here. Okay? Those fucking things outside. Look what they did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was our sweet little angel. Mommy. I'm sleeping, honey. Okay? And I'm gonna put you to bed too, okay? Emma. Just go. Just give us some privacy. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city, count me in. Trong đoạn phim cắt cảnh gì rồi thì chúng ta đã thấy được cái thảm kịch của một gia đình trong cái thời kỳ tận thế này. Đó là thảm kịch của gia đình ông chủ hiệu súng Kendo, khi đứa con gái đã bị nhiễm và người vợ có vẻ như cũng đã chết. Lúc nãy chúng ta nghe tiếng súng, chắc là ổng đã tự vẫn rồi đó. Còn cái bản DLC mà chúng ta được vào vai ông Robert Kendo này thì đó chỉ là một cái phần chơi thêm thôi, chứ nó không có ảnh hưởng, nó không có liên quan gì tới cái phần cốt truyện chính này hết. Rồi, giờ chúng ta đi tiếp. Heard of the Umbrella Corporation? They're a pharmaceutical company secretly making bioweapons. They have a virus. It turns people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen. And that's why I'm looking for Annette Birkin. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down. Ah.
This is how we get to Annette. Based on what you've said, the sewer seems fitting. Well said. After you. Gee, thanks. Okay, đi trước thì đi trước. Lẽ ra nên mời Lady Ford mới đúng. Can't imagine a real scientist being down here. According to HQ, this leads right into Umbrella's secret facility. Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Welcome to corporate America. Umbrella's controlled Raccoon City for years. Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Tập đoàn Umbrella này nhà giàu nứt đố đổ vách. Nếu mà nó chơi, con mình chơi rồi thì mọi người cũng biết là nó mua chuộc được luôn cái lão cảnh sát trưởng của thành phố này. Cho nên nó, việc nó xây dựng với cái cơ sở ngầm. Ê! Jesus! That an earthquake? I sure as hell hope so. Mấy viên đạn thôi. Ấy, con cá sấu khổng lồ kìa. What the hell? Stay sharp. God only knows what's down here. Con cá sấu mà nhìn y chang con khủng long luôn ấy. Đường cống này hình như không được sử dụng mà vẫn có hệ thống điện dưới đây. Đèn rước sáng ngời luôn. Ada đâu rồi? Đi đi em, đứng trong đó làm gì vậy? Khôn bắt mình đi trước. Ok, đi thì đi. Anh đâu có ngán con cá sấu đó đâu. Ôi, phải chạy kìa. Chơi chế độ khó là nó biến mấy cái đạn dược của mình thành mấy cái cục đó hết. Trời, băng da có gót mà sao chạy dữ vậy? Hay gì? Thường thấy mấy cô băng da có gót toàn đi bộ không? Again? It's not too late to turn back, Leon. No chance. You're stuck with me to the end. Băng da có gót mà chạy nhanh được vậy là cũng hay lắm rồi đó. Chuẩn bị tinh thần nha. Nhảy. You sure this is the right way? Unfortunately. Wait there. Ôi ôi, bự khiếp. Nhưng cái đầu nó chẳng khác gì con khủng long hết. Leon, get out of there. Chạy thôi, chạy thôi. Bên nào, bên nào? Chạy bên này trước. Đúng rồi, bên này, bên này. Xong rồi qua bên này. Holy shit. Nhìn lên. Trời ơi. Xong rồi qua bên nào? Trời. Khiếp quá. Rồi nhanh lên, tăng tốc nhanh lên, tăng tốc nhanh lên. Còn cái họng nữa kìa. Ê, đừng 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 đừng. Mài quá. Tiễn mình về thiên đàng này. Chew on that, you overgrown son of a bitch. Bây giờ Ada mới đi tới đây. Leon, up here. What the hell was? Just get up here. Oh, con nó bự kìa. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. Thank you.
Những gì vậy? So let me get this straight. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous. Lại bắt mình đi trước nữa. Qua đoạn này là chúng ta được điều khiển Ada đấy. Khỏi sale luôn. Definitely William's handiwork. Identify yourself. Annette Birkin. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G virus. Huh. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh yeah? Hey! Stop! Ada! You'll never get the G virus! Didn't expect that from a scientist. Leon. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. I'm right outside the facility, in pursuit of Annette. If it's not on her, it must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction. Wow, nhìn xinh quá. You can run, Annette, but you can't hide. Đây, đây chính là một người đã bị G-Will làm. Nó chính xác là con quái vật do G-Will làm. Nó cấy một cái ký sinh vào trong người. Đây, lúc này nó phá xác ra nè. Bà Annette đã kịp thời thiêu hủy trước khi mà con này nó phá xác ra. Còn cái này Lon lúc nãy bị trúng đạn rồi. Tạm thời bị ngất vì mất máu. It's secret weapon time. Đây. Hát cái này trước. Đoạn chơi phần cốt truyện của Emeda này hơi ngắn, nhưng mà nó khá là nguy hiểm. Tại vì nó không có máu gì hết. Candy from a baby. Đây. Không có máu mà đạn lại ít nữa chứ. Ngay cầu lũ gián nó cũng bị ảnh hưởng rồi nó mới kho to khiếp. Nhảy xuống. Đâu, đâu, đâu. Thôi, không phí đạn với thằng này. Cái này gì đây? Thanh tra tháng 9 tầng 1. Tôi đã đặt yêu cầu vào tuần trước, nhưng chúng tôi hoàn toàn phải có một cái vòng tay danh tính thay thế ngay lập tức. Chúng tôi cần một cái để có quyền đi vào một số khu vực nhất định của cơ sở chính. Nói cách khác, tôi và đội ngũ của tôi không thể đến nơi mà chúng tôi cần để làm việc. Do đó chúng tôi không muốn nghe bất kỳ lời cáo buộc nào cho sự thiếu nhiệt tình. Không cần phải bắn con đó. Đi luôn.
phá cửa đi vô kìa. Ui. Holy hell. Trời ơi. Nhanh thế. Ôi trời ơi, thông rồi, xong rồi, không có máu như thế này là chết chắc. Đây nhé. Cố lên đây đã. Xuống đây lấy cái này để tự vệ. Giờ phải dụ mấy con kia vô đây. Quăng thôi, bắn nó ngay từ ngoài kia. Vô hết đây. Thôi xong tôi rồi, thôi xong tôi rồi. Ờ, hay lắm. Ui. Mày em chết ở đây rồi. Khiệu xuống giùm tao cái. Đâu rồi cái thang đâu? Cái thang đâu? Nhanh, đừng có con nào ở đây đi nha, nó không muốn chết đâu. Cái này đúng ác thiệt chứ. Got you now. Nhanh lên. Always been good at running, Annette. Give you that. Persistent bastard, aren't you? Nhìn nào. Rồi, nhanh. Nó kìa, trời ơi. Thế mà vẫn không kịp ạ. Giờ dính một đòn của nó là chết chắc đi. Đúng rồi, đừng dí nữa. À. Mày để cho tao xong làm việc chút xíu được không? Rồi. Ôi da. Cứ tưởng chết ở đây. Qua đầu này là sống rồi. Lên đây kích hoạt. Tội Ada quá, mất máu rồi. Máu đỏ mà không có cho máu gì trên này. Khổ quá. Gì đây? Thanh tra tháng 9 tầng 2. Với vòng tay mới có được, chúng ta cuối cùng có thể bắt đầu cuộc thăm dò khu vực phá hủy. Như báo cáo từ ngày trước về lò hỏa táng, thật sự là không có gì. Có thể chỉ là khối xác lớn còn sót lại. Tôi sẽ tự đi tới đó xem sao ngay sau khi hoàn thành bản báo cáo này. Rồi, cấp điện cho khu này rồi. Dưới đó chỉ có cái dòng tay định danh chứ. Ada bị thương rồi. Đi cờ lết. Thôi. Bravo. Gonna burn me alive now. You'll never get your filthy hands on the G. I'm not the only one after it. You realize that,
And you won't die alone. Nhìn lên. Còn 52 giây. Một cái. Nhìn lên còn 4 mấy giây. Hai cái. Cái này là cái nào? Đây đây đây. Rồi, đi ra thôi. Muốn giết tôi không dễ đâu. That bitch knows what she's doing. Có chồng ta định danh rồi, đi thôi. Your ID is authorized until October 1st. Please return before this date. Not gonna happen. Vòng tay định danh cho khách. Một khóa điện dạng vòng tay. Nó đang được cài chip truy cập cấp độ khách vãng lai. Cái còn bộ Annette đâu? Thật ra theo mình thấy thì trong này ngoài Ada đẹp nhất này, đẹp và xinh nhất. Xong sau đó tới Lea. Cái con mũ Annette này nhìn nó cũng, nói chung là cũng đẹp đấy chứ. Hồi nãy mọi người coi động viên thấy không? Lúc mà cái bà đó, bà mở cửa ra nhìn thấy cũng còn trẻ và đẹp lắm. Enough with this cat and mouse game. The game is over. You lost. Tell me, is your husband still alive? Or did you kill him so you could take credit for G? Interesting theory. If you don't cooperate, I'll get a sample from the nest. Over my dead body. Trời ơi. Không nhanh là xong phim rồi. Úi da. Bị đâm xuyên chân luôn. Where's Leon when I need him? Lúc nãy bỏ người ta nằm một đống, bây giờ kêu ý đẹp muốn làm gì làm à? Bây giờ Leon mới tỉnh dậy. Hết choáng rồi. Ada? Ada, where are you? Đây chỉ có rác thôi chứ chả cái gì. Cái điểm mà làm mình thấy xấu nhất đó chính là cái miếng bảo vệ vai, lề bảo vệ hai bên cái cánh tay này. Nó không có đẹp và nó chuyên nghiệp bằng cái phiên bản 2019. Đây chắc là bộ đồ của đội đặc nhiệm hồi 1998 đấy. Chỉ có một đường duy nhất thôi. Cất hai cục pin vô. Rồi. Xuống đây thì quen đường rồi, không cần sợ chết ở đây. Đây có khá nhiều chỗ để lấy đấy nha. Đấy. Mém xíu là bỏ sót. Cái chỗ này thì khi nào kiếm được thì mình sẽ kiếm được tay quay, mình sẽ đi đường này. Đi thẳng xuống dưới kia luôn. Đường nước trên. Đây thì nhìn có đạn shotgun nè.
Có hai viên à? Thôi kệ, có hơn không. Cái đường cống của người ta thì quá hiện đại. Bộ đồ này nhìn kỹ thì cũng đâu đến nỗi nào đâu đúng không? Hết cầu rồi, lên thẳng luôn. Đây chính là đội đặc nhiệm USS của tụi Umbrella gửi đến đây. Bị tiến sĩ William biến thành quái vật xử rồi. Băng video kỹ thuật số USS. Có vẻ như cái dòng game Resident Evil này họ rất thích sử dụng những cuộn băng như vậy. Ngay cả Resident Evil 7 lấy bối cảnh vào năm 2017 mà vẫn sử dụng cái này. Tại vì theo mình biết thì cái việc mà lưu trữ trong những cuộn băng như thế này nè, nó sẽ bảo tồn lâu hơn. Có lẽ đó là nguyên nhân chăng? Đến bây giờ mười mấy hai chục năm rồi nhưng mà mấy cái đầu máy hồi xưa vẫn có thể coi được những cuộn băng này nha. Với điều kiện là nó không có bị nó nhét vô dừa. Ở lớp ngoài của nó không bị gãy mấy cái cơ này. Không có gì trên cái xác đó hết. Giờ mấy cánh cửa này bị khóa hết rồi. Ở đây có mấy con zoom nhưng mà mình có thể chạy qua được. Con muốn bị bao dây không? Con muốn thì son of a bitch. Tao bắn cái nào. Oh shit. Mặt danh ha. Mấy cửa đã bị khóa hết rồi, không cần phải kiểm tra. Đây. Một con dao. Rồi, ở đây hết đồ rồi. Nó hiện lên biểu tượng gì là hết đồ đấy. Cái màu xanh đó là hết đồ. Nghe tiếng của mấy con kia chưa? Đó kìa. Để hy vọng mình có thể chạy qua được. Bên kia có đường mà chưa đi qua được. Phải mở cái cổng cho nó lòi cái này lên mới được. Đấy. Bây giờ mình sẽ bắn cho nó ngôi lên. Và lợi dụng cái lúc mà nó phun mấy cái con ra. Chúng ta chạy qua. Phun đi. What the hell? Ui da, thấy chưa? Đỡ tốn đạn. Cái gì phun đi. Cable car. Interesting. Cái xe cáp điện được dùng để chuyên chở các nhân viên của Umbrella từ những cái địa điểm cố định cho đến các đi thẳng cho đến cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất đây luôn. Đây vẫn còn có đồ. Sáu viên đạn súng mắc gum. Hết rồi. Giấy tờ gì? Bản sao email gửi tổng bộ Umbrella. Cái này đọc rồi.
bị đi kiếm ba cái cung cờ để gắn vô. Nghe tiếng của zombie. I don't like the sound of that. Mới chui dưới cống lên giờ mình mẩy vẫn còn ướt. Ada. Đè lên. Rồi nguyên sắc xiên vô trong cái đùi. I'm coming, Ada. Cứu Ada. Bản đồ khu vực cống ngầm. Rồi. Ở đây bin. Cất bắt đồ vậy đó. Đây, cái này đập rồi luôn. Giờ đúc cuộn băng vô cho mọi người coi luôn nè. Virus. I'll bet those rats spread it. Đây, cũng như Leon vừa mới nói thì lúc nãy mọi người cũng đã thấy rồi. Cái vali chứa virus nó đã rớt xuống mình bể ra. Sau đó nó virus nó chạy xuống cống ngầm. Và đồng thời mấy con chuột nó cũng ăn virus. Ăn virus vào trong người nó, sau đó nó bị nhiễm bệnh. Rồi nó theo đường cống nó làm lây lan khắp toàn thành phố luôn. Có nên sell lại không? Mình nghĩ chắc không cần đâu. Đoạn này cũng không khó khăn gì lắm. Bây giờ đi qua bên kia. Cắt bớt chai này. Rồi. Mình cứ nghĩ là cái nhạc 1998 này nó đỡ ghê hơn hay rè tiếng nó. Nhạc nền nó còn ghê hơn phiên bản cũ. Còn ghê hơn phiên bản năm 2019 nữa. Con kia nó không chịu đi ra đây. Còn 7 ô trống. Qua anh kia lấy cái van trước đã. Xong rồi quay lại xử con này sao. Đạn thì mình chỉ dùng để mình chế ra cây đạn cho cây sọc gân thôi. Còn đạn chế ra đạn cho cây này thì mình không có chế, chỉ để lụm thôi. Dưới này có cái tài liệu, xuống đọc cho hết chứ. Mất công có người lại nói mình bỏ này bỏ nọ. Rồi. Gì đây? Ghi chép của Le, cái này chưa đọc này. Leon, tôi phải đi đường vòng để giúp một cô bé mà tôi tìm thấy. Nếu tôi không cứu cô bé, tôi ghét nghĩ đến viễn cảnh sẽ xảy ra với con bé đó. Anh cứ tiếp tục hành trình đi. Anh sắp ra khỏi thành phố rồi, đừng lo cho tôi. Tôi sẽ ổn thôi, tôi hứa đó. Le. Ôi, mở đây nó đi. Nó đi tới đây rồi. Đi xuống đây thì chúng ta sẽ có đường tắt đi ra kia, không cần phải quay lại. Cẩn thận nha. Có con nào phục kích dưới này không?
thấy chưa? Lại núp bên hông. Núp bên hông này còn một con béo béo nữa. À, nó đứng dưới kia. Núp bên hông này. Xuống này lấy cho mình cái lựu đạn nổ. Bây giờ mình sẽ quay lại, ngồi lại đây luôn. Chưa có chìa khóa, chưa, quên rồi, chưa lấy chìa khóa luôn. Ở đây có cái thằng này, phải giết nó. Chứ hồi nó canh, nó đánh lén này. Chết rồi. Rồi, chúng ta xuống đây lấy chìa khóa. Xong rồi quay lại bên kia để đi lấy đồ đã. Do mình chơi cái này mình không có đi theo kiểu speedrun cho mình muốn lấy hết đồ. Còn khi nào mà chơi theo kiểu speedrun đi càng nhanh càng tốt thì có một số thứ chúng ta phải chấp nhận bỏ. Chứ nếu không thì không kịp thời gian. Cũng đây đi nhanh nhé. Đó, nó chui ra nè. Đấy, đi nhanh đi nhanh đi nhanh đi nhanh. Bắt anh không dễ đâu. Đấy. Không phải là mình muốn ham mấy cái này, nhưng mà thực chất ngoài việc đạn ra thì chúng ta bắt buộc phải quay lại đây nữa. Tại vì sao? Quay lại đó chúng ta lấy một cái quân cờ. Con chốt, nếu mình nhớ không lầm là con chốt. Giờ này nó vẫn còn đứng dưới kia, nó nhả kìa. Thanh niên này giả chết nè. Giả chết này. Cũng phim Hide and Play. Có nó thì chúng ta sẽ lấy được. Có nó chúng ta sẽ lấy được hai món đồ nữa. Trong này mình xử hết rồi đúng không? Ở đâu ra thêm thằng cái vậy? Đi cánh cửa này chứ. Đó kìa. Mày này, bị lợm này, nằm yên nữa cho tao. Chìa khóa hết xài dục. Trời ơi, kết hợp chi vậy? Bây giờ quay lại tòa nhà RPD để lấy đồ. Chơi chế độ khó thì tốt nhất là mọi người đừng có bỏ đạn, đừng có đỏ mấy món nâng cấp. Nếu không muốn bị boss với lại mấy con zombie nó hành sắp mặt, tốt nhất là đạn ngon rồi đừng có bỏ. Nhớ đây vẫn còn có đồ mà ta. Đây đây đây. 5 viên đạn Magnum.
loại đạn mạnh mẽ nhất trên thị trường súng lục bán tự động. Rồi. Ở đây thì cái huy hiệu này mình không cần, cho nên mình không lấy lại. Với lại giờ trên người cũng không còn chỗ nữa. Một cuộn phim chưa rửa ở trên đề nơi cất giấu. Rồi. Lên đây luôn. Quay lại, trở lại sở cảnh sát. Nếu mà mình chơi phần Flare thì ở đây Tix đã bị William xử rồi. Nhưng mà phần Leon thì chưa, cho nên chỗ này phải cẩn thận đấy. Rồi. Giờ đi vô phòng rửa phim. Để định hình lại đường đi coi. Phòng rửa phim ở đây. Thì chúng ta đi văn phòng phía Tây. Xong rồi từ đây lên cầu thang vô vô chỗ kia luôn. Vô văn phòng Star luôn. Ở đây hình như còn một băng đạn mình chưa lấy nè. Mitis đừng có dí tao khúc này nhé. Khúc này có lít cơ đấy. Trên người mình đang có 21 viên súng shotgun. Để lần này mình thử mình giết con lít cơ đó bằng này cả. Ở đâu? Không thấy nó. Nó có khả năng đeo bám trên trần. Thôi vô đây rửa phim được. Đấy. Hai chỗ cất giấu. Một cái là văn phòng Star. Một cái là cái phòng họp báo. Đúng rồi. Vẫn còn nhớ. Nhân phòng xa thì đi lên lầu 2. Mai là cái bọn dơm trong đây mình đã bị, mình đã xử hết tụi nó rồi, cho nên không cần phải ngại ngùng, không cần phải bắn nữa. Âm thanh của tiếng súng sẽ thu hút với tít. Giờ không nghe thấy tiếng nó luôn. Không nghe thấy tiếng bước chân của Mitty. À quên, hồi nãy nó đã bị Ada tông trúng rồi đúng không? Hồi nãy trong hay là trong tập trước nó bị Ada tông trúng và phát nổ rồi, cho nên bây giờ có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nó đâu. Đây. Cái đèn điểm đỏ cho cây Magnum có tên là Lightning Hack. Lightning Hole. Diều hâu xét à. Một bộ phận lắp thêm cho Lightning Hole cho phép ngắm bắn nhanh như chớp. Rồi. Bây giờ thì xuống dưới kia. Đi đường này luôn. Nó ở phòng kia ở dưới lầu 1. Công nhận không bị cái từ ít dí nó thoải mái hơn hẳn. Mấy con ở đây mình dọn hết rồi, cho nên cứ mạnh dạn mà chạy, con đó không cần phải giết. Lộn đường. Bữa giờ mình ít sử dụng cái chiêu mà quay người nhanh. Bây giờ làm thật với mình coi này. À. Quên sử dụng luôn chứ không phải ít sử dụng. Vẫn còn 3 chỗ. Đây. Nằm trong phòng họp báo này. Cái này từ từ nhá. Trong này vẫn có dơm đó. Mấy con zombie trong này không đi nhanh được. Phòng quan sát, phòng thẩm vấn. Hai phòng này mình vô rồi.
À, con không biết con nó vô từ hồi nào, nó đứng nó núp bên kia kìa. Đừng kinh động tới nó, cứ lấy đồ đi ra thôi. Bình nhiên liệu cho cái súng phun lửa 400, rất ngon. Có đó gì chùm cũng đỡ. Bây giờ phải quay lại đây. Trong phòng này chỉ còn có cái bình, cái ri băng mật thôi. Mà ri băng mật mình có nhiều lắm rồi. Nghe tiếng của một con zombie nữ. Đây. Vẫn nghe tiếng của con zombie đâu đâu vậy. Thôi thôi thôi, không có rảnh mà đứng chờ mày đâu. Rồi ok, mình sẽ dừng tập này đây luôn. Tại vì trong tập sau, khi mà chúng ta giải được cái câu đố đó, cái câu đố bàn cờ, chúng ta phải đánh boss nữa. Cho nên mình sẽ dành cái tập đó, dành cái chuyện đánh boss đó cho tập sau. Tập này chúng ta đã làm được khá nhiều thứ rồi. Kiếm được cái đồ nâng cấp cho cây Lightning Hunt. Còn cái này cũng phim này, tân binh mới nổi này thì mấy mình đã rửa mấy lần rồi, cho nên là mình không rửa nữa nha. Rửa ra thì được một tấm ảnh của em Rebecca Chamber, nhân vật chính trong Resident Evil Zero, và có sự xuất hiện, có xuất hiện trong Resident Evil 1, nhưng mà chúng ta không điều khiển được. Đây, kết hợp vô. Móc ra cho mọi người coi thử nào. Đấy. Có cái này thì nhắm nó chính xác hơn. Nó hiện cái đầu điểm đỏ này. Nhắm nó nhanh và chính xác hơn, thấy không? Đấy. Rồi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo của series Resident Evil 2 Remake phiên bản Việt hóa. Nhớ like, share và subscribe giúp mình nhé. Bye bye.